Vừa mới mua được đôi giày ở bên Trung Quốc từ ở trên Shopee. Đôi giày này mình mua làm có giá khoảng 149.000. Phí ship nữa là 180 mấy ngàn. Tất cả cho một cái thùng giày như thế này. Thì khi mà mua đôi giày này á, nó sẽ đựng trong cái hộp như thế này. Bởi vì đây là giày Trung Quốc nên không thể nào mà đòi hỏi cái hộp chất lượng được. Và vì cái hộp nó rất là ọp ẹp nên là họ sẽ dán một miếng băng keo để cố định lại. Toàn là chữ Trung Quốc không à. Chỉ đọc được chữ là fashion ở đây thôi. Đó. Một số cái thông tin tiếng Trung nên mình không có đọc được. Ở đây là size giày. Bỏ qua vấn đề cái hộp đi. Cái hộp nó hơi bị sida. Phần mình cần là ở phía bên trong. Ở phía bên trong hộp là đôi giày chính của mình nè. Ồ, nguyên một cái đôi giày màu đen luôn. Và nó có thêm một cái tấm lưới lót nữa. Hết rồi, trong hộp không có gì hết. Đây là cái đôi giày chính của mình. Thì cái đôi giày này á, cấu tạo của nó bao gồm có ba thành phần là da BU, sợi tổng hợp với lại phần đế cao su này. Mình thích đôi giày này bởi vì nó màu đen rất là đẹp. Đó. Thì cái phần thân giày nó có trang trí thêm một vài cái miếng dán, một vài cái điểm nhấn, như là nó sẽ dán cái nhãn hiệu lên đây nè. Đó. Phần lưỡi gà của giày cũng là cái sợi tổng hợp luôn. Cũng có một số cái thông tin. Hai cái miếng này là mình mua thêm ha, chứ không phải. Cái này mới là cái miếng lót chính của nó nè. Đôi giày màu đen nhưng mà cái miếng lót nó màu trắng. Thì cái miếng lót này nó hơi mỏng, chứ một phần nó hơi rẻ tiền một chút xíu. Nó có những cái hạt nhỏ lên như thế này nè, để có tác dụng là mình đi nó sẽ massage cái lòng bàn chân cho mình đó. Nhưng mà mình không thích cái này cho lắm nên bởi vậy mình mua thêm một cái miếng lót giày khác để mình chim lên, một phần là cho nó tăng cái độ êm ái của nó, với một phần sẽ giúp cho mình cái cảm giác đi của mình nó sẽ tốt hơn. Thì cái phần đế trong của giày, giống như là mút hay gì đó, mình có thể lấy ngón tay nè mình ấn vô cũng được nữa. Thì đây là giày giá rẻ cũng như là không có thương hiệu gì hết nên không thể nào đòi hỏi được cái sự hoàn thiện của nó một cách tỉ mỉ được. Đó, ở trong còn chỉ thừa khá là nhiều. Phần đế của giày thì nó được làm bằng cao su nguyên khối luôn. Đó, nguyên một miếng cao su như thế này. Và cao su này nó cũng không có cứng cho lắm. Nó có một cái sự đàn hồi. Để giúp cho mình đi nó sẽ êm chân hơn. Đồng thời thì nó sẽ bám trên đường tốt hơn. Nhưng có một cái nhược điểm, một cái là nếu mà khi mà mình đi mà mình đạp đinh này kia thì có khả năng cao là nó sẽ xuyên qua cái đế giày này luôn. Và nó sẽ đâm lên cái chân mình. Phần gót giày nè thì họ sẽ trang trí bằng một cái miếng da BU như thế này, và cái phần mũi giày cũng vậy đó, da BU. Thì mình không biết là đi mưa này kia dính nước này nọ thì nó có bị tróc ra hay không, không biết, một thời gian sau trải nghiệm sẽ biết.
Cái đế này thật sự thì nó rất là bền luôn á. Mình đi một thời gian là nó chỉ có mòn thôi, chứ nó không bao giờ mà nó bị xúc ra. Với đôi giày họ dán keo cũng khá là kín, không có một cái lỗi nào hết, chỉ có một vài cái chi tiết thừa ở đây thôi đó, một vài cái chi tiết thừa nhỏ, rất là nhỏ ở đây. Về cái phần dây giày nè, cái khoen xỏ giày thì cái giày này nó sẽ không có khoen xỏ giày, mà nó sẽ may những cái lỗ như thế này nè đó. Nhưng mà mình thích cái khoen hơn, bởi vì cái khoen khi mà mình siết chặt á thì nó sẽ ôm cái chân mình hơn là những cái sợi dây lỗ như thế này. Và một cái mình không thích nữa đó là hai cái miếng giữ dây ở phía trên đầu này nè đó, thay vì họ đục hai cái khoen cho rồi. Chứ làm như thế này thì nếu mà thí dụ mà xài một thời gian á, đi này kia á, cái miếng này nó bị đứt hoặc là nó bị gãy ra thì thật sự cũng chả biết giày nó giữ như thế nào. Cái này là giống như là vải bố vậy đó, cái phần mũi giày phần trên này nè giống như là một cái miếng vải vậy nha. Thiết kế giày nó cũng khá là đẹp và cũng khá là thời trang. Và đôi giày này thì nó chỉ có 150 thôi đó, mình không thể nào mình đòi hỏi hơn được. Rất là đẹp. Và một cái ưu điểm nữa đó là đôi giày này nó sẽ rất là nhanh khô, bởi vì những cái đường may như thế này nè, những cái miếng lót như thế này nó rất là mỏng, nên bởi vậy là khi mà mình giặt này nọ hoặc là mình đi mưa, mình chỉ cần phơi nắng khoảng 1-2 ngày là nó khô thôi. Với cái phần vải bố như thế này thì nó sẽ có những cái lỗ li ti á, nó sẽ giúp cho mình giặt giày mau khô hơn. Đó, đây là cái miếng lót jean của nó nè. Nó hơi bị lõm một chút xíu. Và nó có những cái hộp trên đây. Nhưng mà cái cảm giác đi, nếu mà đi bằng cái đế giày này nó sẽ không có thích lắm, bởi vì cái đế giày nó quá mỏng, cái lót giày này nó quá mỏng đi, nên là đi nó sẽ đau chân. Chứ vậy để khắc phục thì mình có đặt mua thêm một cái miếng lót giày như thế này. Miếng này nó sẽ dày hơn đó, nó rất là êm, sờ cảm giác rất là thích. Mình sẽ nhét vào. Như vậy là chiếc giày của mình đã có hai cái miếng lót và còn phía một miếng bên đây nữa. Đây là cái giấy họ lót ở trong giày. Sau một hồi chật vật thì mình cũng đã gắn xong cái miếng lót giày vô rồi. Và bây giờ mình sẽ gắn lại cái dây giày như thế này. Sau đó thì mình sẽ mang đôi giày vô thử, xem nó có êm và nó có vừa chân hay không. Bye.
Thì có rất là nhiều kiểu để xỏ da dày, nhưng mà mình vẫn thích cái kiểu truyền thống này hơn, đó là mình sẽ xỏ chéo. Xong, như vậy là mình đã xỏ xong. Và mình sẽ tiến hành mang đôi giày này. Thì nếu mà giày này á, vì là mình không có vớ, nên nếu mà mang vớ vô á, thì cái cảm giác nó sẽ tốt hơn và nó sẽ êm chân hơn. Cũng khá là vừa vặn đó. Mình mang số 40 như những cái đôi giày bình thường. Cái miếng lưỡi gà này nó cũng khá là êm, mặc dù là nó hơi mỏng, nhưng mà mang vô thì cái cảm giác nó cũng khá là êm. Và còn một chiếc nữa. Giày thì nếu mà mình mang vớ thì mình sẽ dễ xỏ đôi giày vô hơn, bởi vì có vớ vô nó sẽ trơn. Còn nếu mà mang chân không như vậy thì nó sẽ ma sát, nó ma sát nên khó mang vô. Khá là đẹp, mình khá là ưng ý với đôi giày 150 như thế này. Tuy là giá nó rẻ nhưng mà ngược lại thì cái chất lượng của nó vẫn ở mức ổn, rất là êm chân luôn. Thì đôi giày này thì mình có thể mang đi chơi hoặc là mình mang tập thể dục đều rất là tốt. Chỉ có điều là mình không biết cái đá cao su này đi mưa thì nó có trơn hay không. Đó, nhưng mà cái cảm giác mang đôi giày này thì nó cũng khá là êm và nó cũng khá là bám xuống đất. Nói chung là được á. Giày này thì nó may là không quá dày mà cũng không quá mỏng, ở cái mức độ vừa phải. Nếu mà mình mang lâu thì nó sẽ không bị đau chân. Và cái cảm giác đeo mang đôi giày này khá là tốt.